Chào mừng các bạn đã đến với SoloGame.net và đây là bản tin Game 360, nơi những thông tin nóng hổi nhất về làng game trong nước và quốc tế liên tục được cập nhật. Sau đây, hãy cùng đến với những nội dung chi tiết. Email đã được Microsoft gửi đến tất cả các nhân viên của mình, xóa bỏ tin đồn rằng hệ máy console Xbox tiếp theo yêu cầu online 24/24. Durango sẽ được thiết kế để mang đến tương lai cùng ngành giải trí trong khi vẫn hoạt động với kết nối Internet hiện tại. Sẽ có một số trường hợp người dùng mong thiết bị này hoạt động mà không cần đến kết nối Internet, còn một số khác thì gần như là bắt buộc. Một số ví dụ điển hình như là chạy đĩa Blu-ray, xem TV và chơi những tựa game single player. Email này còn khẳng định rằng Xbox sẽ sử dụng đầu đọc đĩa Blu-ray để tăng khả năng lưu trữ nội dung các tựa game thay vì chiếc đĩa DVD đã quá lỗi thời. Ngoài ra, gần đây Microsoft còn sở hữu rất nhiều tên miền có liên quan đến Xbox Fusion. Chưa rõ đây là một tính năng hay tên gọi của thế hệ Xbox tiếp theo. Hãy cùng chờ đợi đến ngày 21 tháng 5 này. Bethesda lại tiếp tục thử lòng kiên nhẫn của các fan khi tung ra 3 bức ảnh hết sức bí ẩn này thông qua Twitter. Tất cả đều liên quan đến con số 1960. Tuy nhiên lần này, Bethesda đã khẳng định ngay, dự án này không hề liên quan đến Skyrim, Fallout hay bất cứ thứ gì liên quan đến Bethesda Game Studio cả. Loại bỏ các trường hợp đó, chúng ta còn một số cái tên như là Doom 4, Wolfenstein, Prey 2. Nhưng để có chút gì đó liên quan đến thời điểm 1960, tôi sẽ đoán dự án này là Wolfenstein, lấy bối cảnh là hậu chiến tranh thế giới thứ 2. Một tin vui cho các fan của Star Wars. EA đã ký hợp đồng với Disney để có thể xuất bản một số tựa game lấy đề tài Star Wars trong nhiều năm tới. Theo đó, EA sẽ phát triển các tựa game dành cho những fan gạo cội của thương hiệu này, bao gồm tất cả các dòng game và hệ máy phổ biến. Theo Frank Gibo, phụ trách các thương hiệu của EA, 3 studio đã và đang phát triển các tựa game Star Wars gồm có DICE, Visceral và BioWare. Ông còn cho biết thêm, các trải nghiệm mới này có thể vay mượn từ những bộ phim, nhưng chúng sẽ có câu chuyện và gameplay hoàn toàn mới. Những tựa game này sẽ được sử dụng công nghệ Frostbite 3, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao nhất cho thế hệ Next Generation. Cá nhân tôi thì hy vọng rằng Star Wars 1313, tựa game hết sức hấp dẫn được trình chiếu ở E3 năm ngoái, sẽ được tiếp tục phát triển. Batgirl đã được Warner Bros. Khẳng định là nhân vật DLC tiếp theo của Injustice: God Among Us, sau khi nhân vật Lobo chính thức cập bến vào ngày 7 tháng 5. Có lẽ sự phổ biến của Batman ngày nay đã ảnh hưởng rất nhiều đến số lượng nhân vật mà NetherRealm đưa vào tựa game này, khi Catwoman, Harley Quinn, Joker, Nightwing, Solomon Grundy, Bane, Deathstroke xuất hiện ngay từ đầu. Có lẽ chúng ta phải chờ đến khi bộ phim Man of Steel vào tháng 6 được trình chiếu thì các fan của Superman mới lấy lại được chút công bằng. Far Cry 3 Blood Dragon có vẻ sẽ không dừng lại một bản mở rộng thành công nữa. Sự tham gia của siêu sao phim hành động những năm 80 Michael Biehn trong vai đạo ý Rex Falcoat đã chinh phục được rất nhiều người chơi. Trong một bài phỏng vấn, Biehn chia sẻ rằng giám đốc sáng tạo Dean Evans muốn biến Blood Dragon thành một dòng game mới và tựa game sequel đã bắt đầu được xây dựng ý tưởng. Diễn viên Michael Biehn năm nay đã 57 tuổi và không có nhiều kinh nghiệm trong video game. Nhưng thật không may là dự án nổi tiếng đầu tiên của ông, Aliens Colonial Marines, đã bị báo chí và game thủ vùi dập một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, việc Blood Dragon được rất nhiều người biết tới khiến Michael quyết định mua một chiếc console và tập chơi game từ bây giờ. Và sau đây, SoloGame xin đưa ra đáp án của câu hỏi tuần trước, đó chính là John Morgan. Khởi đầu với việc làm đầu bếp trên quần đảo Banoi và sau đó là gia nhập Hải quân Australia. Trong quá trình đó, anh đã được huấn luyện và trở thành chuyên gia cho cận chiến như các bạn đã biết đến trong Dead Island Riptide. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng Huy đã trả lời chính xác và nhận được phần quà của SoloGame là một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Huy hiện đang theo học tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và có một người bạn gái rất xinh đẹp. Hy vọng chiếc thẻ cào điện thoại này tuy không quá lớn nhưng cũng sẽ giúp anh và bạn gái có những cuộc trò chuyện thật vui vẻ. Hãy tiếp tục theo dõi các chương trình của SoloGame trong thời gian tới, cùng có bản tin Game 360, SoloGames Vlog, SoloGames Classic và Game Review, bởi câu hỏi sẽ được đưa ra ngẫu nhiên ở một trong các chương trình trên. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.